là cầu vượt đường sắt Trần Quý Cáp, thành phố Đà Lạt và cũng là nút giao thông khá quan trọng. Tuy nhiên, do bề rộng mặt cầu quá hẹp, trong khi đó, lưu lượng người và phương tiện tham gia lưu thông đông, nhất là vào những giờ cao điểm, nên ảnh hưởng đến việc đi lại. Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và dự kiến đến Festival Hoa Đà Lạt 2015 sẽ bàn giao đưa vào sử dụng. Ngoài công trình nói trên, hiện thành phố Đà Lạt còn đang triển khai tiến hành xây dựng hai công trình khác, đó là dự án mở rộng đoạn từ đường Sương Nguyệt Ánh đến đường Trần Nhân Tông và dự án nút giao thông tại vòng xoay từ đường 3 tháng 2 nối với đường Hải Thượng. Để công trình đảm bảo đúng tiến độ, sự phối hợp giữa các ngành chức năng, trong đó có ngành kế hoạch đầu tư là hết sức quan trọng trong việc lập dự toán kinh phí đầu tư, cân đối bố trí đủ vốn cho các dự án. Hiện các đơn vị thi công đang huy động nhân lực, vật lực, khẩn trương thi công các hạng mục công trình. Hiện nay chúng tôi đang thi công cố gắng hết sức là ngày 3K để mà với cái cường độ đá nó triền và đá cứng cường độ cấp 3 và cấp 7, cấp 8 trở lên. Đấy thì hiện nay là chúng tôi nhà thi công là anh em đó huy động cũng là về cam kết với chủ đầu tư. Và cái cầu Hải Thượng thì bên đơn vị thi công là đang tập kết là máy móc thiết bị là đang triển khai, là sẽ triển khai là mùng 10 này, bắt đầu triển khai là bắt đầu đưa tiến hành thi công cầu Hải Thượng. Và các hạng mục chính của cầu thì của phần đường thì là sẽ hoàn thành trước ngày 20 tháng 12 của vụ festival. Và cái phần cầu là phần cầu thì cơ bản là hoàn thành, cũng cơ bản hoàn thành trước ngày 20, và sẽ các hạng mục nhỏ còn lại là sẽ thi công và hoàn thành trong quý 1 2016. Trong điều kiện khó khăn chung, nhưng không thể phủ nhận thời gian qua, một số công trình dự án trọng điểm, việc xây dựng kế hoạch, bố trí đủ nguồn vốn nên đã phát huy hiệu quả. Tuy vậy, không ít dự án, hạng mục thiết yếu do nguồn vốn đầu tư nhỏ giọt hoặc chưa bố trí nên đã ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Khi nghe tin là có dự án cải tạo nâng cấp sửa chữa đường Phạm Thái thì thông qua họp hội đồng nhân phường, hội tiếp xúc cử tri với hội đồng nhân thành phố, hội đồng nhân tỉnh thì bà con cử tri cũng đã kiến nghị nhà nước quan tâm để công trình này hoàn thành sớm. Chứ còn nếu bây giờ những mùa mưa là nước tràn trên cái con mương nó không tắc tràn lên mặt đường thì nó vừa hư kết cấu hạ tầng, vừa gây hỗn loạn giao thông. Để phục vụ chỉnh trang kỹ thuật hạ tầng đô thị, đề nghị các cấp lưu tâm là cũng phải đầu tư nâng cấp, dù cụ thể như các tuyến đường Phạm Hồng Thái, thời gian lâu qua, cái tuyến đường này là lấn nhựa thì mặt đường nhỏ hẹp và mương đất nên thời gian cũng sử dụng lâu là hư hỏng, đề nghị theo chúng tôi thì đề nghị là tuyến đường này cũng nên đầu tư nâng cấp. Ngoài ra thì đối với tuyến đường Ngô Quyền, cơ bản là từ năm 2011 ủy ban dân tỉnh cũng bố trí vốn thi công, nhưng từ 2011-2012 đến nay thì chưa thi công. Hiện nay, một số luật, nghị định, văn bản liên quan đến công tác đầu tư công mới đã ban hành và đi vào cuộc sống. Chính vì vậy, ngoài công tác tuyên truyền thì các đơn vị ban ngành liên quan cần sớm lập kế hoạch đầu tư một cách bài bản. Trước mắt, cần ưu tiên bố trí đủ nguồn vốn để sớm triển khai đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm, phục vụ dân sinh.